giời ơi, nó cắn nhưng mà giật lên nó không thấy đâu. Giật nhanh là nó lại đi mất. Nó vừa nhảy không? Đấy, 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 đấy. Không rồi sao? Đấy, đấy. Giật nhá. Từ từ nó chưa hút. Nó phải kéo cần đi à? Nó phải chìm cái phao phao, giật mạnh thì giật. Chị để kéo lên xong rồi phải mua. Ôi, ăn hết rồi. Chị bảo mẹ. Bọn này nó chỉ ăn thôi. Cho nó nhả. Phết đấy nhỉ? Dạ. Câu bản thế này mà được câu mà được cá là khó phết đấy. Tưởng rồi. Làm gì mà đấy được cá ăn dễ. Dễ. À, thế này còn đâu nó đã ra được. Nó móc còn lưỡi mình. Chưa. Rửa đi. Không nên cạnh gỡ. Gỡ được con này. Cái này vứt lên được rồi. Cái cần này thả dễ hơn này, cái cần này thả.